hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món sườn sụn xào với nhé, làm sao cho nó thơm ngon để ăn với cơm trắng ấy. Cho ít dầu ăn vào, mình phi thơm cái phần hành tím này đây. Mình đập luôn, mình cho luôn luôn hành tím vào, nên dầu ăn mình cho xong một chút để mình rang với cái sườn sườn sụn nhé, để ăn với cơm. Phi thơm cái hành này lên nhé các bạn nhé. Cho gia vị vào để xào cùng nhé. Chút muối, dầu hào, hạt lê. Tiêu cho một thêm cho đổ vừa tặng cho mình thêm một ít nước màu, nước lửa đường thắng hoặc là nước màu được. Chúng ta cho nước mắm nữa bạn. Cái màu thịt nó đẹp lắm. Khi ra này nó sẽ ra một chút nước nhé. Các bạn ra mình khi nó cạn nước còn là sền sệt lại này. Bây giờ mình có thêm một chút nước mắm vào nhé các cô. Bỏ đều lên, thêm nước hạt tiêu lên để sắp tới ạ. Món ăn này nó rất là đơn giản, nhưng bạn nào mà thích ăn thịt nó sụn nhất thì làm như này. Chúng ta ăn với cơm trắng nhé, rất là hợp. Hoặc ăn với bún mì phở cũng được. Cho ít tiêu lên nhưng cuối cùng này nó sẽ thơm hơn. Còn một chút nước sốt để chúng ta dưới với cơm này, chúng ta ăn.